Hôm nay mình có bánh mì que Hải Phòng nha mọi người ơi. Đây là bánh mì que chính gốc Hải Phòng nha. Có người quen đi Hải Phòng và đã nhờ được mua về và sẽ chấm với cả tương ớt. Bên trong thì nó có pate. Bánh mì này thì mình vừa quay trong nồi chiên dầu khoảng 5 phút. Đó, bây giờ nó đang rất là nóng và giòn. Giòn, giòn thơm và béo béo lắm. Đây là tương ớt chua ngọt, nó không bị cay quá. Chỗ này là 20 cái. Mình đã đặt vừa được về được đúng vào bữa sáng. Nên là ăn sáng luôn.